Đây, cái màn hình Web Vision này. Ui. Ui. Giống như một thằng đang cầm một cái loa mà nó chạy xung quanh ấy. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Hôm nay là một ngày cuối tuần rất là đẹp trời, nắng đẹp nên là chúng tôi sẽ rủ nhau ra Hồ Tây để đổi gió một chút. Với một cái buổi picnic như thế này thì theo tôi là bên cạnh một địa điểm đẹp như Hồ Tây thì chúng ta cần có một giải pháp nào đó về âm thanh thực sự là hay để chúng ta sẽ ra đây nghe nhạc chiêu chiêu và nhảy nhót với nhau. Và chính vì là để tìm một cái giải pháp âm thanh tối ưu thì tôi đã mời tới đây một người. Hí anh em. Xin chào Hiếu. Chào anh. Đúng là một reviewer về audio khác là đi đâu cũng phải cầm theo cái loa. Đấy, hôm nay là anh muốn ra đây để tìm một cái giải pháp về âm thanh tối ưu để chúng ta chơi bời ở đây. Tuy nhiên là có một cái này anh muốn là Hiếu thử nghe thử xem là liệu có phải là cái giải pháp âm thanh tối ưu để thay thế được cho cái loa này không. Đấy, luôn vào nhá. Xe, vào xe. Ok, vào xe luôn. Hôm nay thì anh đi cái xe này này, anh thấy là nhạc khá hay luôn. Bây giờ chú nghe thử đi. Chắc không? Làm sao mà loa bằng cái này, con này của em là Meridian của Range Rover đấy nhá. À, ok, nhưng mà cứ nghe thử xem nhá. Ok, để em để con này mắc volume em nào. Ui. 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 Loa này con này là anh độ loa đúng không? Nó mới được cái này chứ. Không, con này không độ loa mà vấn đề là nó nằm ở đây này. Ở đâu? Đây, cái màn hình Web Vision này. Thế cái màn hình này liên quan gì đến con loa? Tức là anh thì anh cũng không có nhiều cái hiểu biết về âm thanh lắm đâu. Tuy nhiên thì anh nghe giới thiệu là cái màn hình này có cái bộ giải mã âm thanh DSP. DSP có 32 băng tần. Băng tần 32. 32 băng tần luôn. Anh chắc không? Đây xem thử. Chắc không? Đây xem thử đây. Ok, bật lên để em vòng thử em nào. 32. 32. Đôi 4 6 8 10 12 14 16 hai kênh. Ờ thì đúng là 32 thật. 32 kênh. Cái này là bộ anh ghê phết nhỉ. Bình thường như cái bộ mình DSP ấy, thì nó có zit có zat. Nó là một cái bộ để mà chơi âm thanh ấy thì sẽ biết những cái bộ đấy nó giúp để chia cái âm thanh ra nhiều kênh. Nó sẽ giúp cho âm thanh ra trở nên chi tiết hơn. Nó nghe nó hay hơn. Bình thường nhưng mà nếu mà bộ bình thường khoảng tầm 1-2 triệu ấy, nó chỉ khoảng tầm được tầm 16 kênh thôi. Anh thì không có hiểu biết nhiều về âm thanh lắm, thế nên là hôm nay thì nhân tiện là có cái Web Vision này và có okay. Cái DSP 32 kênh này thì anh muốn là Hiếu giải thích rõ xem là cái này nó sẽ can thiệp như thế nào vào cái hệ thống âm thanh để cho chúng ta có một cái âm thanh mà chính Hiếu ấy. Chính Hiếu là một người mà đã từng nghe rất là nhiều những cái dàn âm thanh khác nhau rồi còn bị nhầm là cái xe này là độ loa. Nghe nó hơi ngợp thật sự là thế. Đây là xe nguyên bản luôn nhá, xe mà đây chỉ là một chiếc xe hạng A bình dân thôi. Đây đúng không? Đây là Web Vision này. Cái chỉnh là chỉnh trong bộ cân bằng không anh? Đúng rồi. Bây giờ mình vừa nghe nhạc vừa ấy thử em nào. Ok này. Chỉnh đây cũng khá là nhạy. Bộ cân bằng. Đây là mặc định. Thì nghe nó cũng bình thường, tại vì đúng không? Để nó âm nó khá là flat thì ở đây chúng ta sẽ em thấy ở đây là có rất là nhiều cái bộ equalizer mà nhà sản xuất họ đã lập trình sẵn rồi. Thì nó sẽ phù hợp với tùy từng thể loại nhạc khác nhau. Đấy, đàn bài rất là bốc kìa. Chuẩn bị dồn nhạc drop. Đây nhá, anh nghe là loa lốc gốc bây giờ đúng không? Mặc định đấy nhá. Ui, nghe đã khác rồi. Cái âm bass của chị ấy nó rất là sâu. Chắc nịch hơn hẳn luôn. Đó, bây giờ chúng ta chuyển sang tăng hiệu của âm thanh vòm lên. Anh thấy không? Đấy, nghe âm thanh kiểu nó rất là tập xung nó vòm xung quanh mình ấy. Đó. Tăng cái phần bên anh lên, tăng phần bên em lên. Còn đằng sau không có người ngồi thì kệ. Tăng âm trầm. Ui. Đây là chúng ta đang ngồi giữa đúng không? Bây giờ chuyển sang bên anh này. Anh thấy không? Âm thanh bây giờ nó chuyển dồn hết là tập trung bên anh. Còn bên em thì âm thanh rất là nhỏ. Đặc biệt là những ngồi đằng sau ạ, nó ngủ. Đấy, hoặc là kéo sang bên em này, bên anh lại bị bé đúng không? Nhờ âm thanh bị dồn hết sang bên em rồi, nghe em này rất là ok. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh âm thanh nó chạy xung quanh cái này đấy.
giống như một thằng đang cầm một cái loa mà nó chạy xung quanh ấy. Đó, rất là hay, rất là hay. Đó, các bạn, đấy, các bạn có thể cảm nhận được. Cùng là bộ lọc âm trầm, là khi mà mình lỡ tay mà bật cái âm trầm nó quá cao, mà nó bị rè rung, nó bị vọng lại. Đó thì mình có thể tăng lên một chút. Đó, anh cảm thấy không? Âm thanh nó được kéo lại cái độ trong và độ chi tiết rồi. Cái âm bass nó không còn bị lấn sang cái giải còn lại nữa. Vâng thưa quý vị, chính xác sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị trong video ngày hôm nay đó là Web Vision DVD X8. Và bên cạnh cái bộ giải mã âm thanh DSP lên tới 32 giải băng tần mà tôi vừa mới cùng Hiếu Leo, reviewer của kênh công nghệ Relab chia sẻ tới quý vị rất là kỹ, cũng như là trải nghiệm cái hệ thống âm thanh này, thì bởi đây là màn hình Android, thế nên là nó vẫn có đầy đủ những cái tính năng giống như những cái sản phẩm màn hình Android khác đang có trên thị trường. Và những tính năng này nó lại cũng có một số những cái điểm hay ho và riêng biệt chỉ có Web Vision có thôi, thì tôi cũng muốn là giới thiệu thêm tới quý vị các bạn. Cái tính năng thứ hai mà tôi muốn giới thiệu tới quý vị ở cái bộ sản phẩm màn hình này đó chính là cái tính năng ra lệnh giọng nói. Đầu tiên đó là tính năng ra lệnh giọng nói offline. Tăng âm lượng. Đó nha. Mở radio. Không có vấn đề. Xin chào Anna. Mở nhạc. Không có vấn đề. Và cái thứ hai đó là chúng ta có thể sử dụng để mở được những cái bản đồ offline. Bởi vì trên bộ sản phẩm màn hình Web Vision DVD X8 này, còn bên cạnh Google Maps thì chúng ta còn có cả Navitel, cả Vietmap bản quyền. Thế nên là khi mà không có mạng, khi chúng ta hết 4G thì chúng ta có thể sử dụng cái voice offline này để có thể điều khiển những cái tính năng cũng như là mở dẫn đường chẳng hạn. Bên cạnh cái tính năng ra lệnh giọng nói offline thì trên Web Vision DVD X8 còn có tính năng ra lệnh giọng nói online nữa. Và tính năng ra lệnh giọng nói online này cũng rất khác so với một số những cái sản phẩm màn hình Android có tính năng ra lệnh giọng nói mà chúng tôi đã từng giới thiệu với quý vị rồi. Và nó khác ở đâu và nó hay ho ở điểm nào, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ngay bây giờ. Cái điều kiện để sử dụng cái tính năng ra lệnh giọng nói online này, tất nhiên điều tiên quyết đó là chúng ta phải có cái kết nối mạng rồi. Hệ thống 4G mà chúng tôi đang có trong tích hợp ở trên cái màn hình này trong video ngày hôm nay thì chúng tôi đang có một cái sóng rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ thử luôn. Mở video. Bạn muốn mở video nào? Rap Việt. Đó, như quý vị có thể thấy là cái tính năng ra lệnh giọng nói online trên Web Vision DVD X8 được hãng giới thiệu đó là câu lệnh hai lớp. Câu lệnh hai lớp tức là sao? Tức là cái hệ thống ra lệnh giọng nói online của cái màn hình này nó có thể tương tác lại được với người sử dụng. Tức là ví dụ tôi bảo mở video thì cái phần màn hình này nó sẽ hỏi là bạn muốn mở video nào? Mở Rap Việt chẳng hạn. Thì bắt đầu mở. Chỉ đường. Muốn đi đâu? Hồ Gươm. Tìm quán ăn. Tìm quán ăn nào? Phở. Vui lòng chọn nơi bạn muốn đến. Đó, đây là cái hay nữa này. Tôi muốn tìm quán ăn. Cô gái này hỏi tôi là muốn ăn ở quán ăn nào. Thì tôi bảo là muốn ăn phở. Muốn ăn phở thì lập tức là cô ấy hiển thị ra cho tôi những cái địa điểm quán phở ở gần tôi để tôi có thể lựa chọn. Ví dụ như là tôi biết cái thương hiệu phở ngon ở 31 Xuân Diệu đi, thì tôi sẽ chọn vào đây. Đó. Thì ngay lập tức chuyển tới màn hình Google Maps để dẫn đường cho chúng ta đi tới cái quán phở đó. Bên cạnh Google Maps thì quý vị cũng có thể tùy chọn sử dụng giữa Navitel và Vietmap. Và một cái điểm hay nữa là không biết là quý vị có để ý từ nãy đến giờ khi mà tôi thử nghiệm cái tính năng ra lệnh giọng nói online ở trên Web Vision DVD X8 không? Đó là những câu lệnh này nó rất là linh hoạt và nó sẽ phản hồi với chúng ta theo từ khóa. Tức là như một số những cái màn hình DVD Android khác thì nó là những cái câu lệnh fix cứng. Tức là để mà dẫn được tới cái tính năng đó thì quý vị bắt buộc là phải nói một câu lệnh chính xác tới từng chữ một. Một cái hay của Web Vision DVD X8 nữa đó là đây, chúng ta có Apple CarPlay không dây.
Apple CarPlay thì bây giờ trên những chiếc xe bình dân cũng rất nhiều xe có rồi. Tuy nhiên Apple CarPlay ở đây là Apple CarPlay có dây. Để mà có được cái Apple CarPlay không dây này thì chúng ta sẽ phải kết nối qua Bluetooth. Thế nên là cái khoảng cách của cái điện thoại của quý vị vẫn là khoảng cách của Bluetooth thôi. Thế nên theo tôi cũng rất là tiện lợi rồi. Ví dụ như chiếc xe ở đây, chúng tôi có chơi loanh quanh ở chiếc xe cách khoảng tầm chục mét gì đó, loanh quanh tầm đó, thì chiếc xe vẫn đảm bảo được kết nối Bluetooth cũng như là kết nối Apple CarPlay không dây ở đây. Như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu tới quý vị ba cái tính năng tôi cho rằng là ấn tượng nhất và khác biệt nhất ở trên Web Vision DVD X8 so với những cái sản phẩm màn hình Android khác đang có mặt ở trên thị trường. Bên cạnh đó thì Web Vision DVD X8 vẫn đảm bảo đầy đủ những cái tính năng của một cái màn hình Android về giải trí, có YouTube, có Google, có trình duyệt mạng. Nói chung là nó như một chiếc điện thoại Android với đầy đủ những cái tính năng. Bên cạnh đó thì có một số những cái điểm nho nhỏ như này nữa thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị. Đầu tiên là quý vị có thể nhìn cái giao diện của màn hình này ở đây đi, rất là tiện lợi, những cái tính năng chính thì được đặt ở phía dưới này. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thể có một cái tính năng như này nữa, đó là tính năng chia đôi màn hình, như quý vị có thể nhìn thấy đây. Ví dụ như là tôi vừa muốn xem bản đồ, vừa muốn xem YouTube chẳng hạn. Đó, như tôi đã nói rồi, đây là sản phẩm có hỗ trợ cắm sim 4G để có thể online mọi lúc mọi nơi. Và qua 4G thì chúng ta có thể phát wifi được cho những người sử dụng ở trên xe. Web Vision DVD X8 có khả năng tích hợp các cái thiết bị mà có thể gọi là thiết bị ngoại vi, như là camera hành trình, camera 360 độ, camera sau, camera lùi, cảm biến áp suất lốp, để tất cả những cái tính năng này sẽ hỗ trợ cho người dùng lái xe hiệu quả nhất. Nói thêm một chút về tốc độ xử lý và phần cứng của Web Vision DVD X8, quý vị có thể quan sát từ đầu video đến giờ chúng tôi thao tác thì mọi thao tác đều rất là mượt mà. Đây là phần màn hình có kích thước 9 inch, được trang bị màn hình cảm ứng cường lực IPS chống chói lóa, độ phân giải là 1280x720, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, chip 8 nhân của Intel. Một cái nho nhỏ nữa đó là bộ sản phẩm này còn được trang bị một cái bộ tản nhiệt riêng để giúp cho cái quá trình sử dụng nó không bị nóng. Còn bây giờ có lẽ là sẽ là cái điều mà quý vị quan tâm nhất, đó là mức giá bán của Web Vision DVD X8, chính xác là 12.890.000 đồng. Và khi mà mua bộ sản phẩm này thì quý vị còn được tặng thêm một bộ camera hành trình cũng của Web Vision luôn. Và camera hành trình này có khả năng ghi hình cả trước cả sau. Và đối với cái camera hành trình phía trước thì còn có tính năng là cảnh báo lệch làn và cảnh báo tốc độ theo cái bản đồ ở trong xe. Cái bộ sản phẩm camera hành trình tặng thêm này đang có trị giá là 2 triệu đồng, kèm thêm một số những phần quà tặng kèm mà quý vị có thể nhìn thấy là đang hiển thị ở trên màn hình ngay lúc này. Như vậy là qua video ngày hôm nay thì nhân một chuyến anh em mê xe cuối tuần ra Hồ Tây đổi gió, và tôi có rủ một người bạn đó là Hiếu Leo, reviewer chuyên đánh giá về audio của kênh công nghệ Relab, để có thể đánh giá kỹ hơn về cái tính năng DSP 32 giải băng tần ở trên bộ sản phẩm Web Vision DVD X8. Theo tôi đây là một cái tính năng rất đáng chú ý ở cái bộ sản phẩm này. Nếu quý vị muốn cải thiện cái chất lượng âm thanh ở trên xe mà không muốn can thiệp vào phần cứng, cũng như là chọn một cái giải pháp vô cùng tiết kiệm, thì quý vị phải lưu tâm đến cái sản phẩm Web Vision DVD X8 này. Bên cạnh đó thì Web Vision DVD X8 có tính năng ra lệnh giọng nói Web Vision AI 2 lớp rất là tiện lợi, có cả kết nối Apple CarPlay không dây và đảm bảo đầy đủ những cái tính năng giải trí như một cái màn hình Android thông thường khác. Quý vị nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy chia sẻ với chúng tôi phần comment. Và nếu quý vị quan tâm tới nhiều các cái thông tin khác hơn về sản phẩm này cũng như là muốn mua hàng thì hãy truy cập vào đường link dẫn tới trang web của Web Vision mà chúng tôi để ở phần mô tả của video cũng như là ghi ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.